Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bò thốt nốt rễ tre. Thì cái bánh này thật ra làm không có khó, nhưng mà cũng rất nhiều bạn làm không có thành công. Bánh thường nướng xong dễ bị xẹp đó, thì cái nguyên nhân nó cũng có rất là nhiều. Trong video thì Diễm cũng sẽ làm thử một cái bánh thất bại cho mình xem nó như thế nào. Để mình có thể rút được kinh nghiệm á, ra được một chiếc bánh thiệt là vừa ý. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò này với Diễm nha. Bột để làm bánh bò này á, thì mình sẽ sử dụng bột năng và bột gạo. Thì Diễm dùng bột hiệu của Thái Lan, bột năng á, hay còn gọi là tinh bột năng á, tất cả đều giống nhau, mình dùng hiệu nào cũng được hết. Quan trọng á, là bột năng là cái bột chính cho cái công thức bánh bò. Và tiếp theo là bột gạo, thì ở đây Diễm sử dụng bột gạo thường thôi, mình cũng có thể sử dụng bột gạo tẻ thì cái bánh nó lại mềm hơn nữa. Đường á, thì mình sử dụng đường thốt nốt. Đường thốt nốt càng ngon á, thì cái bánh khi mà nướng xong sẽ lại càng thơm ngon. Bên Diễm ở Na Uy đó nên Diễm chỉ tìm được cái loại đường này, hoặc là loại đường này Diễm lại thấy ngon hơn, nhưng mà khi Diễm đi mua thì nó lại hết. Nếu mà mình tìm được hũ đường này thì mình nên dùng ha. Còn nếu mình ở Việt Nam á, thì đường thốt nốt nhiều lựa chọn và rất là ngon. Để tạo độ nở cho bánh á, thì mình sẽ sử dụng muối nở và bột nổi. Đây là hũ muối nở mà Diễm dùng nè. Muối nở ngoài có tác dụng tạo độ nở còn giúp bánh mềm, và cái màu của bánh khi mà nướng xong mình để lâu nó sẽ đậm hơn. Bột nổi á, thì cũng giúp tạo độ nở, nhưng mà nếu mà mình sử dụng bột nổi nhiều thì khi cái bánh để nguội nó rất là dễ bị cứng. Với công thức này á, thì mình cần 150g đường thốt nốt và mình cắt đường này cho nhỏ ra. Tại vì mình sẽ mang lên trên bếp á, và mình làm cho nó tan. Như vậy thì sẽ rút ngắn được cái thời gian mà làm tan đường hơn. Ở đây Diễm có hũ nước cốt dừa này là 165ml và mình sẽ sử dụng hết luôn. Mình nên lắc cho cái cốt dừa nó hòa đều với nhau. Mình đông ra đây 30ml. Phần nước cốt dừa còn lại á, thì mình để sang một bên tí xíu nữa, sau khi mà mình thắng đường ở trên bếp xong mình cho vào sau. Để thắng đường này á, thì Diễm bật cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Và mình cứ đảo cho đường nó tan ra và nó sôi lên ha. Mình cứ giữ cái lửa trung bình như vậy. Mình cứ đảo đều tay cho đường tan ha. Khi đến khi đường nó sôi lên thì một trong những nguyên nhân chính để làm cho cái bánh mà khi lấy ra khỏi lò nướng nó bị xẹp chính là cái nước đường này nè. Thì bây giờ á, Diễm sẽ thắng vừa đủ thôi, tức là đường nó vừa tan và nó sôi lên như vậy thì Diễm nhấc khỏi bếp và Diễm làm bánh. Để tí xíu nữa mình nướng xong mình sẽ thấy nó ảnh hưởng cái bánh như thế nào. Đó, mình thấy nó tan hết và nó hơi sệt sệt thì mình nhấc khỏi bếp và mình khuấy sơ á, cho nó nguội, nguội tí xíu thôi để mình cho nước cốt dừa vào. Mình lấy cái phần nước cốt dừa còn lại á, mình cho hết vào và mình khuấy cho thiệt là đều. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp đường và nước cốt dừa nó đều rồi thì mình để ở đây cho nó nguội ha, hoặc là còn ấm tay á, thì mình bắt đầu mình trộn bánh. Trứng gà Diễm sử dụng ở đây là 4 trứng á. Trứng gà này size nhỏ, Diễm cân luôn vỏ là mỗi trứng khoảng 60g. Mình nên cân cho nó chính xác ha. Sau khi tách 4 trứng á, thì Diễm cân được là 204g. Thì cái lượng trứng này á, cao nhất là 205g thôi ha. Nếu mà nhiều hơn thì mình nên múc cái lòng trắng ra bớt. Mình sẽ dùng cái phới lòng hoặc là cái cây phết bột. Mình làm cho cái lòng đỏ nó bể ra và nó hòa đều vào cái lòng trắng. Cái khâu này mình không cần phải làm thiệt là kỹ ha, chỉ cần như vậy là được. Hỗn hợp nước cốt dừa và đường á, nó đã nguội hoặc còn ấm tay nha, thì mình cho từ từ vào trong hỗn hợp trứng. Khuấy cho hai cái hỗn hợp này nó hòa đều với nhau. Và bây giờ Diễm sẽ cho bột vào. Đầu tiên thì Diễm có 160g bột năng. Tiếp theo là 10g bột gạo. Và để cho cái bánh nó đậm đà hơn á, mình cho thêm 2g muối. Và mình khuấy cho bột nó hòa đều vào trong hỗn hợp trứng á. Không có cần khuấy thiệt là nhiều, quan trọng là mình thấy không còn cái phần bột trắng nữa đó. Lúc này nó sẽ rất là vón cục á. Mình khuấy đều bên trên cũng như ở dưới, tại thường tinh bột năng nó hay bị lắng ở bên dưới. Đó, khi mà mình thấy nó hòa đều được như vậy, mình lấy cái đây á, để trong một cái thau mà cái đây nó có thể chạm với cái đáy của cái thau luôn á, rồi mình cho cái hỗn hợp bột vào. Mình khuấy một chiều đều tay như vậy á, để cái đây nó ngập trong cái hỗn hợp trứng thì những cái phần bột lộn cợn nó sẽ tan ra.
Mình nên rây từ 1 cho tới 2 lần như vậy ha. Rây càng nhiều thì cái hỗn hợp nó hòa đều vào trong hỗn hợp trứng á, thì cái bánh nó sẽ có nhiều cái để tre hơn. Bột sau khi mình khuấy hòa đều hoàn toàn rồi thì mình để cho bột nó nghỉ 30 phút ha, 1 tiếng cũng được nữa, rồi mình mới bắt đầu mang nướng. Về khuôn á, thì Diễm sử dụng khuôn oval, nó có cái chiều dài là 21 cm, chiều ngang là 10 cm và chiều cao là 5 cm. Mình làm nóng cái khuôn lúc mà mình bật cái lò nướng lên luôn nha. Thì cái bột mình để nghỉ khoảng cỡ 20 phút á, là mình mang mình đi làm nóng khuôn được. Mình bật lò là hai lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Và cái khuôn này á, mình nên làm nóng ít nhất là 10 phút nha. Trong thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị bơ. Diễm có 15 gram bơ, cái này là bơ có muối ha. Và mình sẽ làm cho bơ này nó tan bằng lò vi sóng, hoặc là mình cho lên bếp mình làm tan đều được. Quan trọng là cái hỗn hợp bơ nó tan đều ra như vậy nè. Để sang một bên, bây giờ mình quay qua mình kiểm tra cái hỗn hợp bột. Bột sau khi để nghỉ được 30 phút á, thì Diễm sẽ lấy bơ á, Diễm khuấy lên cho đều. Tại vì bơ lúc mà mình làm tan nó sẽ tách ra một lớp chất béo và ở bên dưới có một ít sữa đó. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê bơ ha. Nếu mà không có bơ thì mình sử dụng dầu ăn hoặc là dầu dừa cũng được. Để cho bánh thơm hơn á, Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Và để tạo độ nở thì Diễm sử dụng 4 gram muối nở nha. Mình dùng cây phết bột á, mình trộn cho muối nở nó hòa đều với lại cái hỗn hợp trứng. Mình nên trộn ở bên dưới á, tại nó dễ bị lắng đó. Khi mà mình kiểm tra mình thấy không còn muối nở hết như vậy á, thì mình mang mình nướng được. Và mình lưu ý là đối với muối nở đó thì mình trộn xong á, là mình phải mang mình nướng liền. Mình đừng có nên để lâu quá 30 phút ha, nó sẽ hết tác dụng. Lấy cái khuôn từ trong lò nướng ra, mình nhanh tay mình cho bơ vào khuôn, cẩn thận nha, rất là nóng. Và mình trải cho bơ nó thiệt là đều. Sau đó mình cho hỗn hợp bột vào trong khuôn và mình mang mình đi nướng luôn. Mình cũng đặt bánh ở cái rãnh thứ hai của lò, từ dưới đếm lên, và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong vòng 15 phút. Sau 15 phút á, thì bây giờ á, mình sẽ hạ nhiệt độ của lò xuống. Từ 180 độ C á, Diễm hạ xuống 10 độ, còn 170 độ C. Và lúc này á, mình sẽ nướng ở nhiệt độ 170 độ C này trong vòng thêm 15 phút nữa nha. Đó, mình thấy cái bánh này như vậy là mình biết là thất bại rồi đó. Nó nở rất là cao luôn. Sau 15 phút thì tổng cộng thời gian mình nướng bánh là 30 phút ha. Thì mình sẽ tắt lò và mình để bánh ở trong lò, không mở hé cửa lò luôn nha. Thêm 30 phút nữa. Như vậy để mình hạn chế được cái bánh nó sẽ bị xẹp do sốc nhiệt đó. Sau 30 phút ở trong lò thì bây giờ Diễm lấy bánh ra. Mình thấy nè, cái bánh nó xẹp hẳn xuống luôn và nó cũng bị thắt eo nữa. Để Diễm cắt ra cho mình xem. Bánh rất là mềm. Do lúc mà mình thắng cái nước đường, Diễm có nói đó, mình thắng cái nước đường còn quá loãng đi, làm cho cái lượng chất lỏng nó cao á, thì khi mà mình nướng á, nó nở rất là to, nhưng mà ra ngoài á, thì nó sẽ xẹp lại như vậy. Vì vậy á, khi mà thắng nước đường á, mình lưu ý cho Diễm là phải thắng cho nó đặc lại và nó chuyển sang cái màu caramel thì rất là thơm. Diễm có canh thời gian á, thì từ lúc đường nó tan hẳn á, Diễm thắng thêm khoảng 5 phút nữa là Diễm thấy cái nước đường nó đạt. Nó sẽ sệt lại như vậy và nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián á, không có quá đậm nha, là mình nhắc khỏi bếp. Đó, mình nhìn kỹ ha. Cái nước đường như vậy là đạt nè. Không có để đậm hơn, tại đậm nữa thì nó sẽ dễ cái vị nó đắng. Mình nhắc khỏi bếp liền và mình đảo sơ cho cái nước đường này nó nguội bớt đó, rồi mình mới cho cái nước cốt dừa vào. Lúc này cái nồi nước đường của mình nó rất là nóng, vì vậy khi mà cho nước cốt dừa vào mình nên cẩn thận nha. Nước cốt dừa nó nguội á, vì vậy lúc mà mình cho vào thì đường nó sẽ bị cứng lại. Mình phải khuấy đều tay, nếu mà mình khuấy không có thấy tan được thì mình có thể cho lên bếp á, mình để cái lửa trung bình thôi. Và mình đừng có để cho nước đường nó sôi nha, mình khuấy thì nó dễ tan hơn. Hỗn hợp nước đường này nó nên dao động từ 230 cho tới 250g thì rất là chuẩn. Nếu mà cao hơn 250g á, thì mình làm cái bánh mình khi nướng xong nó rất là dễ bị xẹp. Đó, nước đường chuẩn thì khi mình thấy nướng á, cái bánh nó nở lên rất là đều và nó căng phồng, không phải thiệt là cao. Bánh sau khi mà mình để trong lò, lò đã tắt 30 phút, mình lấy ra thì nó vẫn còn rất là nóng.
mình lấy bánh ra là mình có thể ăn liền. Thì bánh này á, vừa lấy ra cái phần mặt trên của nó có thể hơi giòn đó, nhưng mà mình bóp bên trong á, thì nó rất là mềm. Để Diễm cắt ra thử. Nếu mà mình chỉ sử dụng cái muối nở á, thì cái màu bánh á, Diễm thấy nó rất là đẹp. Tại vì Diễm cũng có nói đó, muối nở nó sẽ giúp cho cái màu bánh nó đậm hơn. Nhưng mà muối nở khi mà mình ăn không quen, mình sẽ thấy nó có cái vị giống như nhẫn nhẫn vậy đó, và cái mùi nó không có được thơm lắm. Nhưng mà đặc biệt cái bánh làm bằng muối nở hoàn toàn thì mình để sang ngày nó vẫn còn mềm. Diễm thấy bánh ăn ngon nhất á, vẫn làm lúc mà mình vừa nướng xong ha. Còn nếu mà mình để sang ngày á, thì nếu mà muốn mềm hơn á, thì mình nên hâm trong lò vi sóng á, thì cái bánh á, như là lúc mà mình vừa nướng xong luôn. Nếu mà mình không thích cái mùi muối nở nhiều á, thì Diễm chia sẻ thêm một cái công thức nữa, tức là về bột, đường, nước cốt dừa đồ thì vẫn y như vậy, cách làm vẫn y như vậy luôn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng thêm bột nở nữa để mình tạo cái độ nở và bánh. Cái này nè, mình thấy bánh nó vẫn rất là mềm ngon luôn. Khi cắt ra thì nhiều rễ tre lắm luôn. Thay vì sử dụng 4 gram muối nở á, thì mình sẽ sử dụng 1 gram muối nở thôi. Và mình thêm 4 gram bột nổi ha. Bột nổi á, thì nó khó hòa tan trong cái hỗn hợp trứng hơn. Vì vậy á, mình khuấy đều, sau đó mình sẽ dùng rây á, mình rây lại. Để Diễm quay gần cho mình xem, lúc mà mình rây á, mình sẽ thấy những cái bột nổi nó bị vón lại như vậy nè. Vì vậy mình phải rây để cho bột nổi nó hòa đều thì khi mà mình nướng cái bánh nó mới nở ngon được. Ưu điểm của mình sử dụng bột nổi là cái bánh nó vừa nướng xong á, nó rất là ngon, thơm lắm luôn. Nó không có nghe cái mùi muối nở ha, mềm nè, rễ tre nhiều. Nhưng về màu á, tại vì mình sử dụng ít muối nở á, vì vậy cái bánh nó sẽ có cái màu vàng chứ không phải là cái màu nâu đậm ha. Cả hai công thức á, thì đều ngon như nhau, nhưng mà Diễm thấy mình dùng bột nổi thì cái bánh nó sẽ thơm hơn. Đây là bánh sau 12 tiếng thì mình thấy mặt ngoài của bánh bắt đầu nó tươm dầu và bơ ra nó mềm hơn. Dạ, nó không có bị khô cứng. Nếu mình sử dụng cái lượng bột nổi nhiều á, thì cái bánh trễ tre rất là đẹp. Nhưng mà mình để chừng khoảng 2-3 tiếng là cái bánh bắt đầu nó săn lại và nó rất là khô luôn. Diễm có tạo một nhóm nấu ăn có tên là Vào Bếp cùng Diễm Na Uy ở trên Facebook. Mình có thể tham gia để chia sẻ thêm những món ăn ngon nè, hoặc là những cái thắc mắc mà không có thể giải đáp được ở trên YouTube này. Hẹn gặp cô chú, anh chị, các bạn và các em trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt!